Hello, xin chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, trung tâm mua bán xe đa hoa sử dụng, và em là Đức Hưng. Thì trung tâm bên em là chuyên mua bán các dòng xe lướt, xe đa hoa sử dụng và có cam kết về chất lượng, như cam kết xe là không tai nạn ha, không thủy kích, không phạt nguội ha, bao chất hãng thoải mái, và có cam kết về thủ tục của nhà quý anh chị. Thủ tục bên em là pháp lý sang tên rõ ràng nha. Nếu như có vấn đề gì trục trặc về pháp lý, bên em sẽ thu hồi xe và không, quý anh chị không thiệt thòi cái gì hết nha. Ok, thì hiện tại bên em Hưng đang còn thu mua rất là nhiều các dòng xe lướt, xe đa hoa sử dụng. Quý anh chị nào đang có nhu cầu cần bán xe, hoặc là có nhu cầu cần đổi xe, lên đời xe, thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hưng nha. Bên em Hưng sẽ hỗ trợ định giá trực tiếp cho quý anh chị luôn, cam kết là giá cao cạnh tranh nhất thị trường nha. Ok, trong video lần này em Hưng xin giới thiệu quý anh chị một mẫu xe. Đây là chiếc Peugeot 5008 nha quý anh chị. Peugeot 5008 phiên bản Allure 1.6 Turbo sản xuất 2020 nha. Con này là dòng xe 7 chỗ của hãng Peugeot, một thương hiệu đến từ nước Pháp nha quý anh chị. Nhưng hiện tại đang được lắp ráp, được hoàn thiện và bảo dưỡng, chịu trách nhiệm bởi tập đoàn Trường Hải nha. Thành ra là việc bảo dưỡng của nó rất là dễ dàng. Quý anh chị có thể vào Peugeot này, hoặc là vào Kia, Mazda, hoặc là ngay cả BMW luôn nha quý anh chị nha. Là đều có thuộc của trường tập đoàn Trường Hải nha. Con này thì động cơ 1.6 Turbo, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu và rất là khỏe nha quý anh chị. Xe có màu đỏ và biển kiểm soát là biển thành phố Hồ Chí Minh nha. Odo của chiếc xe chúng ta là được 30.000 km quý anh chị. Đây em Hưng đi một vòng với chị cùng xem chiếc xe nha. Đây là một trong những dòng xe phải nói là em Hưng cũng thích con mẫu xe này quý anh chị nha. Thì tùy có thể là tùy theo sở thích của mỗi quý anh chị ha. Đấy, thì em Hưng này, em Hưng cũng thích cái dòng xe này quý anh chị. Nó rất là nhỏ gọn nha, nó rất là nhỏ gọn, form đẹp, nhỏ gọn nha. Mà cái 7 chỗ ngồi quý anh chị, hàng ghế sau của nó rất là rộng rãi nha, nhìn thế thôi mà ngồi rất là rộng rãi luôn. Em Hưng 1m75, nặng 90kg quý anh chị. Nhưng mà leo lên cái hàng ghế thứ 3 của nó ngồi vừa y, vừa luôn, vừa đúc luôn, rộng rãi vô cùng nha. Đây em Hưng quay vòng quý anh chị cùng xem chiếc xe. Tại những con xe này bên em Hưng đã được bên em Hưng spa qua bốn món nha quý anh chị. Đó là đánh bóng toàn bộ xe nè, dọn gầm nha, dọn khoang máy và vệ sinh nội thất toàn bộ luôn. Ok, ở phiên bản Allure, ở phiên bản Peugeot 508 này, sản xuất 2020 này, được hãng trang bị là đèn chiếu sáng là dạng bi đôi quý anh chị, đèn led nè, có led ngày định vị ha, hình giống ngã này rất là đẹp nha quý anh chị. Mặt ga lăng của nó thiết kế rất là hầm hố nha, rất là hầm hố. Đấy, một cái thương hiệu này rất là sang trọng nha quý anh chị, là có thể là mình đi gặp đối tác hoặc là đi gia đình rất là thoải mái nha quý anh chị. Bảo dưỡng nhẹ mà rất là sang trọng luôn. Xe được trang bị là có 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau nha. Có trang bị là cảnh báo lịch làng luôn, cảnh báo điểm mù. À, 6 cảm biến luôn quý anh chị, 6 cảm biến trước luôn nha. Nó qua tới bên hông luôn này. Có camera 360 độ nha. Rồi đâu rồi nè, xin lỗi. Bộ đèn thì đèn led là đèn led tự động nha quý anh chị. Và đèn led này rất là sáng nha, 2600 lumia nha, 4000 luôn, rất là sáng. Rồi ba đời sóc này rất là liền lạc nha, la răng hợp kim nhôm hai màu nha. Phay sơn tĩnh điện có kích thước là, qua la răng này là 18 inch quý anh chị nha. Kích thước là 18 inch là, và vỏ là zin, theo xe là vỏ Continental nha. Đây, quý anh chị nhìn nè, nó thiết kế rất là sang ha. Đó, một cái đường inox chạy nè, chạy dài hết cả biển cửa sổ nha. Đây, nó liền nè, nó liền cho tới đèn luôn. Tạo cảm giác rất là trường xe nha. Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ nha, có tích hợp cảnh báo điểm mù trên xe luôn. Tay nắm thì mạ chrome, có tích hợp tay nắm thông minh nha. Đây, phía sau xe thì được trang bị là bộ đèn hậu nha. Bộ đèn hậu có led ngày nè, toàn bộ đèn led hết quý anh chị nha. Led định vị tích hợp với đại đèn led báo phanh báo rẽ nha. Phía sau sẽ được trang bị là có camera lùi xoay theo bánh lái nha, và 6 cảm biến sau nha quý anh chị nha, 6 cảm biến sau luôn. Đấy, và ống xả thiết kế là ống xả đôi nha. Và mẫu xe này được trang bị là cúp điện và có đá cốp nha quý anh chị. Đấy, quý anh chị nếu như mà không có nhu cầu sử dụng thì mình có thể gặp cái hàng ghế giữa này, xuống hầm ghế cuối xuống để mình chở đồ nha.
Còn nếu như mà mình có người sử dụng thì mình có thể là mình dỡ lên, mình về cái này thiết kế rất là hay luôn. Đây, kéo lên. Wow, đấy. Là chúng ta được sẽ được 7 chỗ nha. Ghế sau này là như chưa có người ngồi luôn quý anh chị, mới cứng luôn. Đấy. Bên em Hân thì cam kết cho quý anh chị về cứng đụng ngập nước nha, máy móc nguyên zin. Bao chất hạn thoải mái nha quý anh chị nha. Quý anh chị nào có theo dõi kênh video của em Hân thì có thể biết được là bên em Hân là chuyên cái dòng xe lướt thôi. Nha, và những xe bên em thì cam kết về chất lượng. Xe thì nó sẽ có là xe qua sử dụng thì nó giá trị xe nó còn thể thì thuộc vào chất xe nữa, nhiều khi nó lệch. Cùng một đời xe bên em Hân vẫn có xe là lệch nhau 20-30 triệu là bình thường nha quý anh chị. Bên em Hân cam kết là sùng chỉ đồ là nguyên zin nha. Đây, ngồi hết ghế này quý anh chị, rất là mới nha, toàn bộ là ghế da zin theo xe, da cao cấp nha. Hàng ghế này thì nếu mà chúng ta không có người ngồi thì phải hạ xuống để làm để nước nha quý anh chị nha. Được kê tay nè, cửa gió sâu này, đấy, có cửa sổ trời panorama nha. Và ok, đây bên ghế phụ cũng có này. Ghế phụ được trang bị là ghế chính điện nha. Ở phiên bản Alu này á, là sẽ ghế phụ và ghế tài sẽ được trang bị là có ghế massage nha quý anh chị nha. Ghế massage nó sẽ là gồm những cái bơm nha, những cái cục bơm bong bóng này, nó bơm ha. Nó có nhiều chế độ massage lắm quý anh chị. Đây nội thất này, thiết kế này rất là đẹp nha. Uống công đồ vải này ha. Vải bố này mà rất là đẹp thấy không. Da đây thì là da. Đây thiết kế như xe đua vậy quý anh chị. Và cái cửa nó đóng cực kỳ chắc nha, quý anh chị nghe kỹ này. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn, chạy rất là sướng nha. Ok, em Hân qua bên ghế tài nha quý anh chị. Ở đây sẽ là có thể gặp gương nè, chỉnh gương chiếu hậu ha. Ghế tài này, đấy ghế tài này. Ghế tài là zin theo xe nha quý anh chị nha, rất là mới luôn. Có nhớ vị trí ghế lái nè, massage nè, bơm lưng bơm mông nè, nâng hạ nha. Ok, mình cùng lên nổ máy nha quý anh chị. Em Hân mà ngoài thích cái kế của chiếc xe này thì nó còn một cái điểm mà em Hân cực kỳ ăn ý quý anh chị. Đó chính là đây. Loa focal nha quý anh chị. Hiện tại nếu mà quý anh chị chưa biết thì em xin thân xin giới thiệu chiếc loa focal này hiện tại đang là cái dòng loa gọi là hay nhất trong cái dòng loa nha, một trong những loại loa thương hiệu loa hay nhất trong dành cho ô tô nha quý anh chị. Đấy, vô là quý anh chị nhìn nè, cái táp lô ha, cái đồng hồ nó cũng rất là đẹp này nha, như là đồng hồ của xe đua đồ nha. Có cảnh báo lịch làng ha, tốc độ nè, có các chế độ chạy. Đấy, chế độ chạy luôn ha, nãy giờ rất là đẹp ha. Rồi, xe được trang bị là vô lăng là nó như vô lăng của xe đua F1 anh chị ha. Ở trên nó dẹt, ở dưới nó dẹt ha, nó chỉ có hai bên này nè, nó rất là nhỏ gọn. Vô lăng thì chờ lực điện nha, rất là nhẹ nhàng. Có lẫy số thể thao này, bên này sẽ có rule control ga tự động nha, rule control ga tự động đây. Đây là chỉnh đèn nha quý anh chị. Đấy, đây sẽ là bên chỉnh gạt mưa ha. Rồi, có gương chiếu hậu chống chói điện nha. Màn hình thì zin theo xe này. Đây em Hân mở massage cho mình cùng xem nha. Đấy, massage bóp cho ghế tài xế nè quý anh chị ha. Để mở nè, mình kéo hết lên đây. Đấy, mình lấy chân mèo đi. Đấy, giống như chân mèo đạp vậy quý anh chị. Đấy, bong bóng nó sẽ bơm lên nha. Rất là sướng cho những cái đoạn đường xa quý anh chị nha. Chạy rất là thoải mái luôn. Rồi, ở phía dưới này thì những cái phím bấm dùng để chỉnh nhạc nè, chỉnh gió, chỉnh hướng dẫn bản đồ ha. Xe có tích hợp bản đồ luôn, có cảnh báo tốc độ đồ ha. Đấy, rồi nghe thoại rồi. Đấy, những cái phím bấm này cũng thiết kế rất là nhìn nó rất là thể thao quý anh chị, sport ha, như dòng xe đua F1 vậy. Loa rất là hay ha. Thì để xíu em sẽ dành khoảng 30 giây để test loa cho quý anh chị nha. Dưới này sẽ được trang bị là có sạc pin không dây này. Đấy, chế độ chạy thì sẽ có hỗ trợ đổ đèo ha. Hỗ trợ đổ đèo này và cái chế độ chạy nha, đường tuyết, đường cát gì đấy. Rồi. Cần số thì được trang bị là cần số này. Sừng có một cái lớp da quý anh chị thấy còn mới tinh không, sừng sùi nó còn không này, vô lăng nó cũng thế này. Đấy. Cần số này được trang bị là cần số điện tử nha quý anh chị, cần số điện tử ha. Mình phải bấm mở khóa thì mình đẩy tới thôi thì nó sẽ tự động là
lên những cái số D, số D chạy ha, hoặc B là mình bấm cái là nó về Spark King luôn. Có phanh tay điện tử nè, chế độ sport ha. Đây là chìa khóa của chúng ta này. Đấy. Để nó start up ha. Rồi, còn đây thì tủ để đồ này. Thế thôi. Rất là ok. Cửa sổ trời ha. Có hai phím mà một là mình chỉ mở rèm thôi. Đấy, còn nếu mà anh chị muốn mở cửa thì mình sẽ bấm thêm cái phím bên sau không mà mình mở cửa lúc này. Ok. Rồi. Về chế độ an toàn thì xe nó sẽ được trang bị là có 8 túi khí nha quý anh chị, cực kỳ an toàn nha, 8 túi khí luôn. Phanh ABS và các chế độ chạy hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, phân bổ lực phanh thì đủ hết nha. Odo xe chúng ta này 31.000 km nha. Ok, bây giờ em Hưng sẽ test loa cho quý vị cùng nghe. Ok. Ok, phê lắm anh chị. Giống như là đang trong quầy bài của anh chị, dập phê luôn. Ok, thì đây, đèn của nó của anh chị rất là sáng nha. Và đèn LED cũng rất là đẹp nữa. Và hiện tại thì bên em Hân đang chào bán chiếc xe này với giá bán rất là mềm ha, 1.045.000.000 nha. 1.045.000.000 và còn hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá. Quý anh chị nào đang có nhu cầu cần tư vấn về xe hoặc về ngân hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hưng nha. Số điện thoại là 0938 773 554. Em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn xe cho quý anh chị luôn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video nha. Nếu thấy hay hoặc là có ý kiến gì xin để lại bình luận bên dưới nha. Em Hưng sẽ hỗ trợ, sẽ trả lời với quý anh chị luôn. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, đây là khoang máy chúng ta nha quý anh chị. Thì bên em Hân thì đã dọn dẹp khoang máy rồi. Cam kết cho quý anh chị về chất lượng, như cam kết xe không cứng đụng, không ngập nước nha. Máy móc nguyên zin, có thể là mang ra hãng chết thoải mái nha quý anh chị nha. May là hãng chết thoải mái không vấn đề gì cả nha. Hoặc là mang thợ thầy, dẫn thợ thầy theo để kiểm tra nha. Bên em Hân bán ra xe bảo hành động cơ số cho quý anh chị là 6 tháng hoặc là 10.000 km nha. Và những con xe này còn bảo hành chính hãng đến 2023 nha quý anh chị. Ok, và em Hân sẽ thay nhớt bảo dưỡng trước khi giao xe cho anh chị luôn.